Tập 39. Từ từ, từ từ, con tự chơi đi nhé. Khi nãy anh làm sao vậy? Ở nhà bà nội mà cứ lạnh tanh. Mỗi khi anh giỏi ăn nói lắm mà. Làm tôi không biết nên nói gì với bà nội nữa. Hỏi em họ cưng của cô đi. Đã nói với cô ấy mọi chuyện, trên báo đều đăng rồi. Cậu đeo theo tôi hỏi này hỏi nọ. Người ta coi anh là anh hùng được cậu gì. Giống dĩ là như vậy mà. Đúng đúng. Tôi thấy bây giờ nó có hơi hâm mộ anh đó. Cô thì sao? Tôi hả? Suốt ngày nhìn anh ăn cơm khuấy mũi, ai mà hâm mộ nổi. Tiểu Kỳ, chú chơi với cháu. Mặc kệ cô mẹ ngốc của cháu đi. Anh nói ai là cô mẹ ngốc hả? Anh cũng thiệt tình. Anh cứ trêu tôi hoài, nói đùa với anh còn giận nữa. Chậm thôi. Đứng yên. Cẩn thận đó. Cẩn thận nha. Cháu diễn siêu nhân điện quang, chú làm quái thú. Alo. Ai vậy? Bác sĩ Trương. Anh ta gọi cô làm gì? Có lẽ gần đây tâm trạng không tốt. Mắc mớ gì cô? Cũng có mắc mớ gì anh đâu. Nào Tiểu Kỳ, mẹ bế, về nhà thôi con. Không mắc mớ tôi, thế sau này tôi mặc kệ tất cả. Con xem, sao chú ấy nhỏ nhen thế? Mẹ con buồn ngủ rồi. Buồn ngủ à? Đi chúng ta về nhà ngủ. Đi thôi. Sao mà anh nhỏ nhen quá vậy? Lại đẩy tôi. Đây là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Anh ta là ai? Anh ấy là con trai của bà chủ. Chào anh, tôi là Cao Nhiên. Tôi bây giờ là thời gian tan ca, nhưng đây là công ty, không phải người nào cũng vào được. Tôi biết, tôi biết. Tại sắp thi rồi, tôi nhờ anh ấy đến làm người mẫu cho tôi luyện tập. Anh có thái độ gì vậy? Tôi và cô ấy có quan hệ gì, liên quan gì tới anh? Người đàn ông đó là ai? Đó là con trai mẹ nuôi tôi. Không phải bạn trai cô à? Không phải. Đây là anh trai tôi. Đây là người lần trước anh gặp, con trai của bà chủ. Tôi biết, chào anh. Chào anh, trước đó không biết anh là anh cô ấy. Cảm ơn anh đưa em gái tôi về. Sau này không cần làm phiền nữa đâu. Máy ảnh này ở đâu ra vậy? Cao Nhiên, đồ chơi ở đâu? Ở đây này. Bác sĩ Trương, tại sao máy ảnh tôi tặng cho cô lại ở trong tay của anh ta? Chẳng phải cô nói máy ảnh này là đồng nghiệp cô tặng hay sao? Tại sao anh ta nói là anh ta tặng? Bác sĩ Trương à, anh ấy có việc cần dùng cho nên tôi. Anh cũng đâu nói tôi không được cho người khác dùng đâu. Tôi cảnh cáo các người, nếu các người dám bắt nạt cô ấy, coi chừng tôi không khách sáo đó. Cô ấy chẳng những mơ mơ hồ hồ, cô ấy còn điền hồ sơ giả. Quá ra cô ấy có con. Nếu cô ấy có con, thế thì cô ấy chắc chắn kết hôn rồi. Chuyện tôi bị đuổi, anh đừng nói với bố mẹ đó. Cô yên tâm đi, tôi không có nói đâu. Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Cô không cần lo, tôi có khi nào làm hỏng chuyện của cô đâu. Đúng rồi. Sau này định làm sao? Đâu thể cứ như vậy được. Hôm nay bố cũng mới bị, cô còn học theo bố hay sao? Chính vì chuyện này, cho nên mới không dám nói với mẹ. Mẹ biết chắc sẽ lo lắng lắm. Tôi dành thời gian đi tìm bà chủ nói chuyện.
Bảy là người thấu tình đạt lý. Nếu không chừng bảy sẽ cho tôi cơ hội. Nói cô ngốc còn không tin nữa. Cô cũng không nghĩ xem cô vì lý do gì bị người ta đuổi việc. Không liên quan đến việc cô cố gắng làm việc. Chính vì trước đó cô dành tiếng gian cho người khác, mới có người nghĩ cách đá cô ra khỏi công ty. Lần này thật sự hiểu lầm thôi. Mà hơn nữa tôi còn nợ tiền công ty, không thể cứ đi như vậy được. Vậy thì được rồi, cô tiếp tục ngây thơ đi, tôi không giải thích với cô nữa. Chào chị dâu, đến ăn sáng đi à? Lại ăn những món này nữa hay sao? Bọn em quen rồi. Hôm nay để các em ăn thử bữa sáng mà chị nấu. Chị dâu à, lấy nhiều trái cây như vậy làm gì vậy? Làm nước ép. Bữa sáng uống nước ép tốt cho bao tử lắm. Chân châu, giúp chị lấy tàu hũ kia ở tủ lạnh ra đi. Cao Nhiên đi rửa giá đổ giúp chị nha. Cảm ơn. Còn cần em làm gì nữa không? Không cần, để đó được rồi. Mẹ, con đi làm nha. Sao con lại không ăn sáng mà đi làm luôn vậy? Con không có khẩu vị. Không được, không được. Ngoan, ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Nhưng một mình mẹ ăn không hết, dứt cũng lãng phí lắm. Con nhìn xem, con còn nhớ món này hay không? Canh đậu phụ sò. Chính là chân châu lần đầu đến nhà chúng ta để nấu cho chúng ta ăn. Con còn nhớ hay không? Vậy thì đã sao? Không có gì. Tối qua mẹ thực sự cả đêm không ngủ. Mẹ thức dậy đã nhờ cô giúp việc nấu canh này cho mẹ ăn đó. Mẹ đang yên đang lành sao lại không ngủ được? Mẹ cũng đâu có biết. Trong lòng buồn phiền lắm. Con biết không, ông bậc nhỏ, hóa ra chân châu có một đứa con. Trời ơi, cô ấy nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sao có thể lại có đứa con lớn như vậy được? Quả thật là không dám tin chuyện này. Thôi con ăn không vô đâu.
Ăn không vô, ăn không vô thì thôi. Dù sao cô giúp việc nấu không ngon bằng chân dâu. Thế còn ăn bánh mì đi. Cậu biết không, ý của Lâm Lâm chính là nó cảm thấy bị chân dâu lừa. Đúng lúc gặp chuyện công ty mất tiền nên để đuổi chị cô ấy. Nhưng mà con nghĩ xem, Lâm Lâm là phó tổng, mẹ đâu thể nào gọi người mà nó đuổi về làm việc lại được. Nhưng mẹ cả đêm mẹ nghĩ lại, một cô gái nuôi con chắc chắn phải gánh theo gánh nặng gia đình, quá thực rất đáng thương. Con thấy có đúng không con? Mẹ, chuyện của công ty mẹ nói với con làm gì? Mẹ bàn bạc với con đó. Mẹ biết là con không thích nghe. Con không thích nghe thì thôi. Dù sao lần nào cũng như vậy hết. Mà không đúng. Mẹ nghĩ xem, cô ấy ứng trước 3 tháng tiền lương của mẹ, nhưng mà cô ấy chỉ mới làm 2 tháng ở công ty. Không được, không được. Tóm lại thế nào, mẹ cũng không thể để cho cô ấy đi được. Hơn nữa, mẹ cảm thấy Lâm Lâm điểm nào cũng tốt, nhưng mà con bé quá không hiểu tình người. Mẹ quả thực cảm thấy chân châu khá đáng thương. Mẹ, con ăn no rồi, con đi làm nha. Thế con mang bánh mì đến công ty ăn đi con. Không cần đâu mẹ. Ông mật nhỏ con mang. Mẹ nói con bà đúng là một đôi với Lâm Lâm. Hai đứa đều không hiểu tình người như nhau hết. Nói trở mặt là trở mặt thôi. Không ăn mình ăn. Bố, đây là nước ép hoa quả chị dâu mới ép, cố tình chuẩn bị cho chúng ta đấy. Bố mẹ, mau uống thử xem. Nước ép này rất có lợi cho việc giảm mỡ máu. Được, được, thử xem. Nước ép mà vợ làm, dinh dưỡng 100%. Mùi vị lạ quá. Chúng ta uống chưa quen, uống quen là được. Ngon lắm, ngon lắm. Món rau cuốn này phải gói như thế này. Tiện lợi biết mấy. Ngon lắm. Em không hiểu, bữa sáng mà nhà em nấu mười mấy năm không có dinh dưỡng chỗ nào. Cao Nhiên à, anh không hiểu, bữa sáng mà chị dâu nấu dinh dưỡng phân chia cân bằng. Chị dâu, sau này chị dạy cho em làm nha. Chuyện nhỏ. Thực ra món này quan trọng nhất là vừa đơn giản vừa tiện lợi. Chị thấy em mọi khi nấu bữa sáng lâu quá, những người vội đi làm như chúng ta hấp ta hấp tấp không được tốt. Bọn em dùng sức để làm, ăn rau củ đủ no không? Được rồi, được rồi. Mọi người quen ăn gì thì ăn đó thôi. Cũng tốt mà. Bọn ăn đi, ăn xong còn đi làm nữa. Bố thấy cũng ngon lắm mà. Ông uống hộ tôi luôn đi. Dạ con ăn xong rồi. Mẹ, uống nước đi mẹ. Mẹ, vậy con đi làm luôn nha. Tạm biệt. Lâm Lâm, sắc mặt của con không tốt lắm. Nào, nào, nào. Có chuyện gì nói với mẹ đi con. Mấy hôm trước, vốn đã hẹn Khả Phong đến buổi công chiếu, nhưng mà cuối cùng lại không đi. Sao lại như thế? Khả Phong bận quá phải không? Có lẽ anh ấy không có hứng thú. Nhưng mà tấm vé đó còn khó lắm mới mua được. Thế này đi, mấy hôm nay mẹ đi tìm cô Mỹ Từ bàn về chuyện của hai đứa. Mẹ ơi, thôi bỏ đi, đừng nói. Có những chuyện nói ra cũng vô ích thôi à. Vậy thì thôi, đừng có buồn nữa. Dạ, tôi đi nha. Bà nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Chú ý nghỉ ngơi. Tôi biết rồi. Mẹ, con và ba đi nha mẹ. Đừng nói với ba. Biết rồi con nhỏ này. Vậy con đi nha, tạm biệt mẹ. Đi đi. Đúng rồi, chiều nay lọc máu, bà nhớ tới đúng giờ đó. Tôi đã hẹn trước rồi. Đi thôi bố. Con gái, sao con mang giày cao vậy?
tuyển dụng cũng tốt. Nếu mình làm việc ở tiệm giặt ủi sẽ có thể kiếm tiền trả hết số tiền con nợ. Bà chủ, chào chị. Xin hỏi chị có tuyển người không ạ? Đúng vậy, cô biết ủi đồ không? Tôi biết, tôi còn biết sửa đồ, may đồ. Tôi làm việc nhanh lắm. Chỗ chúng tôi hai hôm nay đang thiếu người. Công việc cũng nhiều lắm, tiền lương không thấp hơn các tiệm khác đâu. Cô gái trước đó giúp chúng tôi ủi đồ, có việc mới đi. Nếu cô muốn thì đến thử đi. Dạ, tôi muốn lắm. Thế thì khi nào tôi có thể đến làm việc à? Nếu có thời gian thì bây giờ cũng được. Dạ. Thật ngại quá, xin lỗi. Alo, A Mỹ, chuyện gì vậy? Được, được, được. Để tôi về công ty rồi nói tiếp. Thật ngại quá, tôi bận chút việc. Xử lý xong sẽ lập tức đến đây làm việc à? Tôi cảm ơn chị à. Đón lấy. Màu hồng. Đây. Có cô tốt quá. Nếu không có cô, tôi không biết làm sao nữa. Không sao đâu, tôi từ nhỏ đã gan. Tuy bây giờ tôi không làm việc ở đây nữa, nhưng mà sau này nếu cô có việc, cứ gọi cho tôi. Đây, tôi nói chuyện này với cô nha. Một người bạn của tôi làm việc ở Medca, nghe nói ở đó đang tuyển trợ lý nhà thiết kế. Có muốn đi thử không? Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi thấy tuy Medca không to, nhưng là một công ty mới đó, chắc chắn cần người. Hơn nữa trước đây cô từng làm ở Squan, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn được. Thật sao? Cảm ơn cô nha, A Mỹ. Không có gì đâu. Được, cô đi làm việc đi. Chị có cảm thấy dạo này Lâm Lâm khá là kiệm lời hay không? Tôi cũng thấy sắc mặt Lâm Lâm không tốt. Hỏi nó mới nói với tôi, hôm trước bọn nó định đi xem buổi công chiếu. Kết quả do là Khả Phong và chị lúc đó bận việc, không có đi được. Ông mật nhỏ cũng thiệt tình nè. Có chuyện gì to tát cứ phải làm trong hôm đó chứ. Rõ ràng là biết vé buổi công chiếu khó mua lắm đúng hay không? Đúng đó, Lâm Lâm xếp hàng rất là lâu. Sau đó tuy miệng nó nói là không sao, nhưng mà không cho tôi nói với bố nó biết. Sợ bố nó gây áp lực cho Khả Phong. Lâm Lâm nhà tôi đúng là suy nghĩ cho Khả Phong đủ điều. Mỹ Từ à, tôi nghĩ chúng ta có cách nào giúp cho hai đứa trẻ này hay không chứ? Tôi thấy hai đứa nó cũng hợp nhau lắm, mong bọn nó đến với nhau. Còn nữa, sau này có chuyện gì cô phải gọi điện cho tôi, có biết chưa? Cảm ơn cô, A Mỹ. Hôm nay không thể ăn cơm rồi, chiều nay tôi phải đi lọc máu. Chị xem đáng tiếc quá. Thôi được, thế tôi không tiễn chị nữa. Đến đây thôi, cẩn thận nha, đến đây thôi. Chân Châu, cô ở đây làm gì? Phó tổng, tôi chỉ muốn đến giúp đỡ thôi. Không cần nữa, cô đã không còn là người của công ty nữa rồi. Mong cô bỏ đồ trong tay của cô xuống đi, lập tức rời khỏi đây. Tôi biết tôi đã bị đuổi rồi, nhưng mà tôi đã ứng trước 3 tháng tiền lương của công ty. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Tôi không muốn làm người nợ tiền không trả. Cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi. Cô tưởng đây là nơi nào? Cô muốn đến là đến hay sao? Con người của cô tại sao đến kiến thức đạo lý cơ bản cô không biết? Tôi nói cho cô biết lần cuối nha, cô đã bị đuổi rồi. Cô muốn tôi gọi người đến lôi cô ra ngoài đúng hay không? Con người cô sao mà không hiểu lý lẽ, cứ muốn ở lì lại đây. Tôi sẽ đi. Tôi biết là tôi phạm nhiều lỗi lầm, cũng như phó tổng nói, công ty không thể tiếp tục giữ lại người như tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn cô và bà chủ thời gian này đã giúp đỡ và chăm sóc tôi. Chúng chỉ định giúp đỡ, không ngờ. Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi đi trước đây à. Trương Châu,
Chị Mạch à, dạ chào chị, tôi là Lâm Lâm. Đúng đúng, đã lâu không gặp. Tôi không có chuyện gì hết. Tôi nghe nói gần đây công ty chị tuyển người phải không ạ? À đúng, bởi vì công ty chúng tôi gần đây đuổi việc một nhân viên, cô ấy tên là Trân Châu. Cô đó ở công ty chúng tôi vi phạm một số điều khá là nghiêm trọng. Hơn nữa cô ấy còn có hành vi ăn cắp tiền lương của nhân viên khác. Đúng. Chị Mạch à, chị chú ý nha. Hay là tối mai tôi đến bệnh viện tìm anh nha. Đàn anh, không hợp hả? Hợp chứ, tất nhiên là hợp rồi. Bệnh nhân 1107 thế nào? Bệnh nhân 1107, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ. Bác sĩ Trương. Dạ chào hai anh. Cô đến đây làm gì? Chúng ta đã hẹn 8 giờ tối. Đây là phòng làm việc của bác sĩ, chỉ có nhân viên y tế được vào thôi. Anh giận hả? Xin lỗi nha, hôm qua không nghe máy của anh được. Nhưng mà tôi vừa về nhà đã gọi lại cho anh rồi. Anh không nghe. Sau đó tôi bận quá nên không gọi thôi. Anh vì chuyện này nên không vui hả? Cô không thấy tôi đang bận hay sao? Nhưng mà chúng ta đã hẹn hôm nay ăn cơm mà. Cô không nghe chúng tôi đang bàn chuyện hay sao? Tôi mời cô ra ngoài được không? Tôi mời cô ra ngoài. Dạ xin lỗi, đã làm phiền ạ. Đàn anh à, di chuyển 1107, nghỉ 10 phút. Bố, bố biết mấy tấm ảnh này của con tốn bao nhiêu tâm huyết để chụp không? Kết quả khách hàng không chọn được tấm nào. Bố nói tức hay không? Bố thấy đẹp không? Bố thấy cũng được. Quang Diệu, ông đừng nói nữa, ông qua đây giúp tôi đi. Chí Văn, Sang Sang lát nữa tăng ca rồi. Được được. Cao Nhiên, con mua ngỗng quay cho mẹ. Anh hai chị dâu làm việc vất vả cả ngày rồi, tẩm bổ cho chúng. Mẹ ơi, làm việc vất vả cả ngày, không chỉ có anh cả và người phụ nữ đó. Thực ra coi và Trân Châu cũng vất vả lắm mà. Tất nhiên bố mẹ thương anh cả là chuyện bình thường. Nhưng mà người phụ nữ đó mới gả vào, mẹ mới đó thiên vị rồi hay sao? Người phụ nữ đó cái gì? Chị dâu của con đó. Mau lên mau lên. Chị dâu nữa. Đi mua đồ thôi.
Quang Diệu, Đào, giúp một tay, chuẩn bị ăn cơm. Được. Mẹ, để con. Khỏi, lát nữa mẹ nấu canh xong sẽ xong. Mẹ, hôm nay chúng ta ăn canh gì vậy mẹ? Canh nấm. Lát nữa mẹ áp chảo cái là xong. Mẹ, con thấy đồ ăn hôm nay thanh đạm chút thì tốt hơn đó. Có sao? Thanh đạm lắm mà. Cái này ai mua vậy? Cái này của con, đây sushi Nhật. Con đã quen ăn đồ thanh đạm rồi. Bởi vì mọi hôm công việc bận quá, không có thời gian tập thể dục, ăn cái này tốt cho sức khỏe hơn. Bố mẹ, thật ra hai người mọi ngày cũng nên ăn nhiều cái này, tốt lắm đó. Được, lát nữa bố mẹ thử. Sống à? Đúng đó mẹ, mẹ biết không, ăn cá sống tốt cho da lắm. Sang Sang, ý của mẹ con nói là bố mẹ ăn đồ nhà quen rồi, ăn mặn. Nhà này quen ăn gì làm gì, không thích làm đặc biệt. Quang Diệu à, đi xem thử Cao Nhiên về chưa. Sang Sang à, con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con đó. Dùng xong nhà bếp, phải kịp thời dọn rác sạch sẽ. Thức ở trong nhà, đồ sống đồ chính phải chia ra cho kỹ. Còn nữa, giặt xong đồ, phải mở nắp máy giặt ra phơi khô, nếu không sẽ sinh vi khuẩn. Đây đều là kiến thức thông thường, mẹ nghĩ chắc con cũng biết. Mẹ, những việc này mỗi hôm con đều làm mà. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Nhà đều có quy định của nhà này. Còn con là chị dâu, phải làm gương. Quang Diệu à, ăn cơm thôi. Chí Văn, ra đây đi. Đến ngay. Bố, bố mẹ ăn trước đi, con đi gọi điện. Ừ, ăn cơm thôi. Cái thằng Cao Nhiên đến giờ còn chưa về, chúng ta không chờ nó, ăn trước đi. Chân Châu, sao cô lại không mở điện thoại? Chẳng phải anh đuổi tôi đi hay sao? Sao lại tìm tôi làm gì? Cô có con phải không? Đã làm mẹ rồi mà còn làm bộ ngây thơ vô tội. Nhưng toàn là nói dối. Kết hôn cô không nói, có con cô cũng không chịu nói. Tính việc dạy cô nấu canh đậu phụ sò, không phải mẹ cô là mẹ chồng của cô cũng không nói. Sao vậy? Cô câm rồi hay sao? Trước đây chẳng phải tôi nói gì cô cũng sẽ cãi lại tôi hay sao? Bây giờ tại sao lại không nói gì chứ? Cô nói gì đi. Tại sao lại giận dữ như vậy? Những chuyện anh nói đều là chuyện riêng của tôi. Tôi với anh quan hệ gì? Tại sao tôi phải nói những chuyện này với anh? Cô không biết tôi tại sao lại tức giận hả? Cô không biết tại sao tôi suốt ngày đến tiệm của cô hay sao? Tại sao một người bình thường giống như tôi gặp cô lại lên cơn điên như vậy? Tại sao cả khi tôi say bất tỉnh nhân sự vẫn muốn gặp cô? Tại sao tôi đã như vậy rồi cô còn không biết tôi thích cô hả? Anh nói gì chứ? Anh nuôi của cô chính là chồng của cô đúng không? Anh có tư cách gì hỏi chuyện này? Anh làm chồng người ta kiểu gì vậy? Vợ của anh ở ngoài lừa người khác, anh không biết hay sao? Anh không biết gì thì đừng ở đây nói bừa. Tôi nói cho anh biết, chồng của Trân Châu là anh em tôi. Trước khi Tiểu Kỳ ra đời đã mất rồi, anh nghe hiểu chưa? Tôi Trân Châu là mẹ đơn thân, nhưng mà tôi sẽ bảo vệ cô ấy thay cho anh em tôi. Cô ấy không cần bất cứ ai thương hại, càng không đến lượt anh ngang ngược trước mặt của cô ấy. Nghe hiểu chưa? Nếu nghe hiểu rồi thì đi đi. Nghe hiểu lời tôi nói chưa? Đi được rồi.
Tại sao cô lại để một người đàn ông chạy đến nhà chồng nói thích cô như vậy hả? Câu này nếu để hàng xóm nghe thấy, mặt mũi bố mẹ phải để đâu? Tôi không có. Tôi nói sai hay sao? Một bàn tay không dỗ thành tiếng. Nếu ngay từ đầu cô dạch rõ ranh giới, hoặc là lập tức từ chối, sao anh ta có thể lại nói ra những lời này? Với điều kiện của anh ta và theo đuổi cô dám nói cô không rung động sao? Ở trong mắt của anh, hóa ra tôi là người như vậy đó. Đúng, cô chính là người như vậy. Sau này mọi chuyện đều tùy cô. Cô muốn làm gì, muốn nói chuyện với ai, tất cả đều tùy cô. Tóm lại đều không liên quan đến tôi. Cô biết không, người thích cô đều là kẻ ngốc hết. Chồng của Chân Châu là anh em của tôi. Trước khi Tiểu Kỳ ra đời đã mất rồi, anh nghe hiểu chưa? Tuy Chân Châu là mẹ đơn thân, nhưng mà tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy thay cho anh em tôi. Cô ấy không cần bất cứ ai thương hại, càng không đến lượt anh ngang ngược trước mặt của cô ấy. Cô không biết tại sao tôi suốt ngày đến tiệm của cô hay sao? Tại sao một người bình thường giống như tôi gặp cô lại như lên cơn điên vậy? Tại sao cả khi tôi say bất tỉnh nhân sự vẫn muốn gặp cô? Máy ảnh à, chuẩn bị xong rồi. Cô bị thương nặng lắm, không bôi thuốc sẽ nhiễm trùng đó. Tự mình làm, lại tự mình làm. Công ty cô chỉ có một nhân viên là cô hay sao? Tại sao luôn để cô thu dọn tàn cuộc vậy? Cân nhắc đến trình độ của cô, tối qua tôi mất cả đêm giúp cô làm video giáo trình. Bây giờ cô đơn giản chỉ cần mở giáo trình đó ra sẽ hiểu rõ mọi bước thôi. Tôi là bác sĩ. Bác sĩ rất bận rộn. Thời gian của tôi chỉ dành cho người quan trọng. Tại sao tôi đã như vậy rồi? Cô còn không biết tôi thích cô chứ? Bác sĩ Trương đó đến xem show. Anh ấy biết tôi đang vội, muốn đưa thiệp mừng cho anh cả, nên chịu chở tôi một đoạn. Tôi tin cô nhớ lời cô đã từng nói. Cô nói là cô sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà này. Trà này anh nên bưng cho mẹ đi. Mẹ có rồi, ly này của em đó. Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Bà xã, những lời em nói trước khi ăn cơm, anh nghe xong có thấy khó chịu. Chứ đừng nói là mẹ. Em không có thấy mình nói sai cái gì hết. Hơn nữa em cũng không nghĩ mình làm sai điều gì. Không ai nói em nói sai điều gì hết. Cũng không có ai nói em là làm sai điều gì. Chỉ là mong em có thể phối hợp với mẹ. Phối hợp với mẹ? Anh muốn em phối hợp cả nhà anh hay sao? Hà Chí Văn, anh muốn em lặp lại lịch sử phải không? Em đã nói với anh rồi, cuộc hôn nhân cũ của em chính là không ngừng phối hợp với mọi người đó. Mỗi ngày việc em làm là bận đến quay cuồng vì cuộc sống của người khác. Em hoàn toàn mất đi chính mình. Em biết anh sẽ yêu cầu em như vậy mà. Đó là vì em không cho anh cơ hội. Em không muốn như vậy nữa. Em không muốn vì bất cứ ai mà từ bỏ cuộc sống của mình. Em không muốn, cũng không muốn làm đến chu đáo mọi mặt. Bởi vì em chỉ là một người phụ nữ rất bình thường.
Em không phải là siêu nhân, không ai bắt em làm siêu nhân hết. Chỉ là mong em, mong anh thông cảm cho em. Ông xã, em không muốn hôn nhân của em thất bại lần nữa đâu, nhất là lần này. Thôi được, thế bây giờ anh sẽ đi nói với bố mẹ. Nếu như họ còn muốn bế cháu thì để bà xã Cao Nhiên đi sinh, chúng ta không sinh nữa. Anh lên cơn điên gì vậy? Em đâu nói em không sinh con cho anh. Không có con, sau này bà xã của anh chỉ có thể làm bà già đáng thương thôi. Chân Châu, bà nội, sao vậy? Chuyện ở công ty vẫn không suôn sẻ hay sao? Bà nội à, bà cực khổ nuôi cháu lớn, đến bây giờ bà cháu vẫn còn làm cho bà lo lắng, cũng không thể để cho bà sống cuộc sống tốt hơn. Cháu thật vô dụng quá. Tại sao lại vô dụng? Chờ chân châu của bà làm nhà thiết kế, bà nội sẽ có cuộc sống tốt rồi. Bà nội à, trở thành nhà thiết kế có lẽ phải để cho bà thất vọng rồi. Hôm nay cháu mới phát hiện ra. Cháu đúng là một người quá đen đủi. Người mẹ đen đủi, người vợ cũng đen đủi, là một người cháu gái cũng đen đủi. Sao vậy? Tại sao hôm nay lại toàn nói những lời chán nản vậy? Cháu luôn nghĩ mình luôn rất dũng cảm, nhưng mà càng dũng cảm càng phạm phải sai lầm. Bây giờ cháu không dũng cảm nổi nữa. Ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên nhìn bà nè. Cháu nghĩ xem, bà nội làm cơm nắm hơn 20 năm, lẽ nào còn nhìn không hiểu hay sao? Cháu nói xem, tại sao gạo rẻ tiền làm thành cơm nắm, giá tiền có thể bán ra cao gấp mấy lần chứ? Bởi vì tay nghề của bà nội giỏi. Sai. Bởi vì gạo sống chịu đựng phải bị rửa, bị chà xát, còn phải chịu đựng nhiệt độ cao trong nồi hấp mới có thể trở thành cơm nắm bán ở chợ, được khách hàng chào đón. Bà nội à, có phải bà muốn cháu biến thành cơm nắm giống như gạo sống hay không? Đúng vậy đó. Thực ra đời người giống như gạo sống vậy, luôn gặp rất nhiều chuyện khổ. Nếu như bây giờ cháu bỏ cuộc, sẽ giống như cơm nắm không chịu được nhiệt độ cao trong nồi hấp, trở thành cơm khi vừa không ngon cũng bán không được. Nó không bao giờ biết mình đáng tiền hơn gạo sống bao nhiêu. Lẽ nào cháu muốn sống như vậy cả đời hay sao? Cháu gái, cháu phải nhớ kỹ rằng, cho dù đêm tối dài thế nào, sẽ có lúc trời sáng. Vì vậy cháu cũng không cần phải quan tâm công ty cũ có cần cháu hay không. Chỉ cần cháu rèn luyện tay nghề của mình, đến công ty nào cũng vậy thôi, đều có thể tạo được chỗ đứng. Bà nội à, cháu biết rồi. Chỉ cần có tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm, cho dù người khác biết cháu là mẹ của Tiểu Kỳ cũng sẽ không để tâm. Đúng vậy. Pháp luật khi nào quy định không cần một nhà thiết kế đã làm mẹ đâu chứ? Bà nội nói đúng quá. Vì vậy bà nội, bà nhất định phải khỏe mạnh, sống lâu ơi là lâu. Như vậy bà có thể tận mắt nhìn thấy cháu làm nhà thiết kế rồi. Cháu yên tâm đi, bây giờ bà nội mà mắng người vẫn còn có sức lắm đó. Trước khi Tiểu Kỳ vào đại học, trước khi cháu làm nhà thiết kế, thì bà nội sẽ không bao giờ nhắm mắt đâu. Bà nội,
bà sẽ mở thật to mắt đó.